Tiến lên. Đứng thẳng. Tôi đang lên thuyền đến đảo Kronstadt. Ôi hoàn hảo. Đảo Kronstadt nằm đối diện Saint Petersburg, là nơi khởi nguồn của lịch sử thành phố sau chiến thắng của Nga trước Thụy Điển. Lá cờ Nga đầu tiên cắm trên đảo pháo đài vào năm 1704. Piotr Đại Đế, Sa Hoàng đầu tiên của nước Nga, đã quyết định rời đô từ Moscow về Saint Petersburg. Ban đầu, ông quyết định xây dựng kinh đô ở phía Bắc, sau đó xây dựng các công trình phòng thủ và gia cố cửa ngõ thủ đô. Theo anh, Saint Petersburg có thể được xây dựng nếu không có Kronstadt che chắn hay không? Lịch sử cho thấy Kronstadt là một tấm khiên vững chãi, liên tục bảo vệ Saint Petersburg mà sau này là Leningrad. Chúng ta đi về phía Saint Petersburg nhé, anh đồng ý chứ? Đi thôi. Đi thuyền sao? Đúng vậy. Vượt lên từ mặt nước cách đây khoảng 300 năm, Saint Petersburg từ đó đến nay luôn chịu ảnh hưởng của biển và sông Neva. Vì vậy tôi sẽ khám phá thành phố này bằng đường thủy. Xin chào các bạn, tôi là Sophie. Tôi cùng anh bạn Pongo của mình đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài. Mắt tôi không nhìn thấy gì, vì vậy tôi cảm nhận thế giới qua xúc giác và trái tim. Đặc biệt tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cuộc gặp gỡ của tôi, giúp các bạn khám phá thế giới theo một cách khác, bằng cách quan sát thế giới qua đôi mắt của những người khác. Petersburg 1.9, đây là tàu Meteor 120. Saint Petersburg được xây dựng trên vùng đầm lầy ở cửa biển Baltic, một dự án vĩ đại từ nguyện vọng của một người yêu biển thiết tha. Vì vậy, đi thuyền trên sông, dọc theo các dòng kênh là cách tốt nhất để khám phá trái tim của thành phố cùng những di sản kiến trúc của nó. Đây là bảo tàng Hermitage, một trong những bảo tàng lớn nhất thành phố, và tôi sắp bước lên những dấu chân của Piotr Đại Đế, ông là người đã sáng lập ra thành phố này. Maria là nhà sử học chuyên về thế kỷ 18 sẽ đồng hành cùng với tôi. Chúng ta đang đi bộ dọc theo bức tường bao của lâu đài bé nhỏ này. Nếu vươn tay lên, cô có thể đo được chiều cao của cánh cửa. Cô biết đấy, Piotr Đại Đế cao 2m04. Cô có thể hình dung ông phải cúi xuống mới có thể bước qua cửa. Chúng ta đang vào phòng làm việc của ông. Thật kỳ lạ khi một cung điện của Sa Hoàng, nhất là một Sa Hoàng cao như vậy, lại có những căn phòng nhỏ như thế này. Chúng ta đang ở không gian cá nhân của Piotr Đại Đế, những căn phòng lớn ở phần chính của lâu đài dọc theo sông Neva. Phòng ở đó thoáng và rộng, còn ở đây không có phòng nào vượt quá 18m². Đây là bàn làm việc của ông. Sa Hoàng thường đứng để làm việc sao? Đứng thế này cầm tôi gần chạm vào mặt bàn rồi. Vâng, ông thường đứng khi làm việc. Cây gậy này cho chúng ta biết chiều cao của ông. Bằng chiều cao của Sa Hoàng ư? Đúng vậy. Tôi còn không chạm được đến vai của ông. Chắc tôi chỉ đứng đến đây thôi. Gần như là thế. Đúng rồi. Khi sáng lập Saint Petersburg, ông muốn xây dựng thành phố ở cửa sông Neva, làm cửa ngõ từ Nga và châu Âu, như cách nói của ông. Nghe nói ông đã tự vẽ bản đồ thành phố, có đúng vậy không? Bản đồ đầu tiên, trong đó thành phố có ba đại lộ, chạy từ bộ hải quân, tạo thành hình cây đinh ba của hải vương, do chính tay Piotr Đại Đế vẽ. Cô vừa chạm vào kính thiên văn của ông đấy. Kính thiên văn thời đó đây ư? Đúng là của ông chứ? Đúng vậy, đúng là thứ ông đã chạm vào. Kính dài hơn 1,5 mét.
Trong đời mình, ông đi thuyền rất nhiều, nhờ nó mà ông có thể phát hiện kẻ thù đúng lúc. Đây là gì? Đó là compa của ông. Năm 25 tuổi và đang là Sa Hoàng, Piotr Đại Đế giả trang sang Hà Lan và nước Anh để học kỹ thuật đóng tàu. Ông nuôi dưỡng tình yêu với biển cả từ ngày thơ ấu. Từ khi còn rất nhỏ, hồi còn là một cậu bé, ông đã muốn có một con thuyền buồm nhỏ. Ông tự mình lắp ráp con thuyền. Rõ ràng là ông có năng khiếu bẩm sinh. Khi định đô ở Saint Petersburg, đầu tiên ông muốn xây dựng tại đây một bến cảng lớn. Đó là mục đích chủ đạo. Điều đó đã trở thành sự thật. Vâng, đúng như vậy. Một trong những vật dụng ấn tượng nhất tại phòng ăn của Piotr Đại Đế là chiếc đồng hồ. Trên chân đế có phủ điêu nổi gương mặt của Piotr Đại Đế. Ông đã thành lập Hải quân Nga và Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Ông cũng sáng lập bảo tàng đầu tiên của nước Nga. Sa Hoàng rất thích hàng hải. Ông muốn mọi thành viên trong gia đình và lâu đài cũng dành tình yêu cho sông ngòi và biển cả. Ông là một người rất thích đùa. Chẳng hạn như ông thích dìm các quần thần của mình xuống nước, rồi cứu họ lên trước khi họ bị đuối nước. Ông có áp hài hước thật khác thường. Đúng vậy, ông có tính cách đặc biệt. Một chút ảo tưởng, phải vậy không? Cũng có thể. Có một số tài liệu về các vấn đề tâm lý của ông. Rõ ràng là ông bị tâm thần phân biệt thể, paranoid. Nhưng điều đó không ngăn cản ông trở thành một vĩ nhân. Tình yêu của Piotr Đại Đế với biển cả đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. Chuyện kể rằng mọi công dân đều có ít nhất một thành viên trong gia đình thuộc hải quân. Tôi sẽ tiếp tục chuyến du thuyền để gặp thuyền trưởng Kostin. Các bạn kéo dây về phía người mình và thắt nút. Thuyền trưởng Kostin đang đợi tôi bên mạn tàu thực hành của một trường hàng hải neo đậu không xa trung tâm thành phố. Giống như những chàng thủy thủ, tôi sẽ được nhập môn lái tàu ngày hôm nay. Chào Sophie. Hello. Chào anh. Chào mừng cô lên tàu. Tôi có thể lên tàu sao? Công cô không thích tàu bay lắm, nên việc lên tàu thường gặp chút khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ thử xem sao. Chúng ta đang ở boong trên của tàu thực hành. Tên con tàu là Young Baltic. Chúng tôi có nhiều sinh viên thực hành tại đây. Có khoảng bao nhiêu người? 8 người. Vậy họ đang học gì? Họ học tất cả mọi thứ. Để khi ra biển, họ không còn do dự và làm chủ mọi thứ một cách hoàn hảo. Và họ sẽ làm việc trên tàu buồm sao? Sau khi ra trường, họ sẽ làm việc trên tàu khách, tàu chở dầu, tàu container. Nếu muốn, họ cũng có thể làm việc ở bến cảng. Nhưng những thứ đó đều không phải là tàu buồm. Tại sao việc thực hành trên tàu buồm như thế này lại quan trọng đến vậy? Thực hành trên tàu buồm giúp họ làm việc như một đội, vì đơn độc trên tàu buồm là việc rất khó khăn. Nào, tôi sẽ buộc dây giúp cô. Nào, Pông cô, đừng ghen tị nhé. Thuyền trưởng Kostin sẽ dạy tôi thắt nút ghế đơn. Nút thắt này là để cứu tôi nếu tôi bị rơi khỏi tàu, phải không? Đợi đã, Sophie, để tôi thắt dây thừng cho cô đã. Hãy bắt đầu từng bước. Một người đi thuyền cần phải biết cách thắt nút bằng một tay với sợi dây thừng ném về phía anh ta.
đặt bàn tay của cô ở đây. Như thế này sao? Không, lúc nào cô cũng phải giữ đầu dây ở bàn tay phải. Sợi dây luôn ở trong lòng bàn tay cô. Vâng, bởi vì nếu không tôi sẽ chết đuối phải không nào? Đúng vậy. Tôi đã kéo được sợi dây lại rồi. Sau đó luồn qua chỗ này. Vậy là tôi đã thắt được nút. Vấn đề là bạn phải làm việc này bằng một tay mà không phải ba tay như bây giờ. Nhưng chúng ta đang học. Hy vọng là nước không quá lạnh. Bây giờ lùi lại một bước. Được rồi, tôi không di chuyển được nữa. Thắt nút kiểu này là để nó không bị siết chặt lại. Bây giờ tôi có thể kéo và cứu cô. Giống như tôi, các chàng trai này phải mất hàng giờ luyện tập để thắt được nút và học cách cứu hộ. Họ phải học cách buộc 10 nút. Họ phải làm được việc đó kể cả khi bị dựng dậy giữa đêm. Không phải tôi khoác lác, chứ nhắm mắt tôi cũng có thể làm vậy. Còn lâu tôi mới làm được như vậy. Tôi vẫn phải học thêm trên tàu mới có thể thành thạo được. Tháo dây thừng ra nào. Nhìn này, đỡ lấy dây lèo. Anh đang yêu cầu họ kéo buồm lên sao? Dừng lại. Bây giờ hãy chuẩn bị căng buồm lên. Buông lỏng ra. Em phải kéo dây lèo. Làm lại. Tốt lắm. Kéo, lần nữa. Trời ơi, khó quá. Hãy giúp cô ấy. Cùng làm đi nào. Cảm ơn chàng trai trẻ. Kéo, kéo. Tiếp tục. Được không nào? Dừng lại. Một chút nữa. Chèn dây lèo đi. Sau giờ học, các chàng trai trên tàu Young Baltic sẽ gia nhập đội ngũ thủy thủ của thành phố. Tại Saint Petersburg, gần 1 triệu nam nữ làm việc trong ngành hàng hải. Lá buồm này rộng bao nhiêu? 30 mét vuông, tổng cộng có 500 mét vuông lá buồm. Hôm nay tôi không thấy gió thổi vào mặt mình vì chúng tôi còn quá non tay để ra biển trên con tàu dài 42 mét này. Đây là một bản đồ Saint Petersburg. Bản đồ khá là cũ. Đúng thế. Nó đã được dùng nhiều rồi. Chúng ta đang ở đâu đây? Đây là cảng hành khách. Đây là nơi Piotr Đại Đế từng neo thuyền. Ở Saint Petersburg, hải quân tượng trưng cho điều gì? Tôi tin rằng hải quân có vị trí rất quan trọng. Vâng, đây là thành phố hải quân kể từ thời Piotr Đại Đế. Thời bấy giờ, ông yêu cầu mỗi gia đình giàu có phải trang bị một con tàu. Cho tới tận ngày nay, tàu thuyền vẫn là một yếu tố quan trọng trong đời sống của thành phố. Tàu thuyền là trung tâm, là thành tố chính của cuộc sống người dân. Anh có thể cho tôi một đoạn dây thừng để tôi tập thắt nút tại nhà như anh đã dạy không? Rất sẵn lòng, chờ tôi một phút. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ tặng cô 2 đoạn, nếu cô không ngại. Thật tuyệt vời, cảm ơn thuyền trưởng rất nhiều. Không có gì. Saint Petersburg cũng có hơn 700 nhà thờ làm nên diện mạo thành phố. Tại quận nơi đoàn thủy thủ sinh sống, sừng sững một nhà thờ tráng lệ với mái vòm vàng hình nấm và mặt tiền xanh da trời. Cha Gregory đang đợi tôi ở đó. Cha trụ trì nhà thờ chính thống giáo này đã được 11 năm qua. Chào Sophie. Rất vui được gặp cha. Rất hân hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ dự một buổi lễ long trọng, một lễ cưới. Tôi thật là may mắn. Vừa có thêm một gia đình trẻ. Tôi hy vọng khoảng 1 năm nữa sẽ có lễ rửa tội.
Cẩn thận nhé. Chào mừng cô đến nhà thờ. Thánh Nikolai là thánh bảo trợ của nhà thờ. Chúng tôi cầu nguyện cho Chúa Tể của mình suốt 250 năm qua. Chúng ta đang đi về phía biểu tượng quan trọng nhất của nhà thờ. Có một bậc thang. Cô có thể leo lên. Được rồi. Hình như ở đây đang đốt hương. Nhà thờ Thánh Nikolai được xây dựng năm 1762 theo phong cách Baroque. Bộ Hải quân muốn xây dựng nhà thờ này, nhà thờ dành riêng cho những người con của biển cả. Cha có làm lễ rửa tội cho tàu thuyền ở đây không? Vì Thánh Nikolai bảo hộ các thủy thủ mà. Có chứ. Khi tàu đóng xong, chúng tôi được mời đến làm phép. Khi làm phép, chúng tôi gửi lời cầu nguyện đặc biệt tới Chúa để người bảo vệ tất cả những ai sẽ đi con tàu đó và bảo vệ con tàu khỏi bão tố và tai nạn. Cha cũng từng làm phép cho các con tàu như thế này sao? Tôi nhớ một con tàu tôi từng làm phép. Khi tôi nhìn thấy con tàu, nó đang ở ngoài khơi, to như một tòa nhà 9 tầng. Chúng tôi làm phép cho mọi loại tàu, to, nhỏ, quân sự và dân sự. Trước mặt chúng ta là một bình nước thánh đầy. Mọi người có thể uống nước ở đây. Trong bình có khoảng bao nhiêu lít nước? Nó hoạt động thế nào? Làm sao tôi có thể lấy được nước và nước ở đâu? Dưới này, chỗ này có vòi nước. À, nó được giấu kỹ quá. Đây là vòi nước, còn đây là cốc. Tại sao mọi người lại phải uống nước thánh? Nước là ngọn nguồn của sự sống. Nước khai sáng và đưa chúng ta đến gần hơn với thế giới linh thiêng. Có thể nói nước đến từ thiên đường mà chúng ta đánh mất khi chúng ta mất đi tình yêu thương. Không phải lúc nào chúng ta cũng với tới thiên đường, nhưng uống một cốc nước từ miền đất thánh này, chúng ta đã được rửa tội. Chúng ta có thể có một góc ở thiên đường. Tôi lấy nhiều nước quá rồi. Sáng nay, cha hay các linh mục khác đã làm phép cho bình nước này. Là tôi. Nhờ có cha, tôi có thể có một góc ở thiên đường, biết đâu đấy. Chúng ta đang ở đâu đây? Đây là tầng 2 của nhà thờ. Để tôi giới thiệu cô với một người bạn quý của nhà thờ. Chuẩn đô đốc Hải quân Nga, Gennady Nikolaevich. Xin chào ông. Chào Sophie. Chào ông, rất hân hạnh. Trước mặt chúng ta là một tấm bảng bằng đá cẩm thạch. Trên đó có tên của các thủy thủ đã thiệt mạng, được viết bằng chữ vàng. Cách đây 20 năm, chúng tôi khởi động lại truyền thống này. Họ đã nằm lại dưới đại dương. Vì vậy, không có chỗ để cầu nguyện cho ký ức về những thủy thủ này. Đô đốc Antonov đặc biệt quan tâm đến số phận của những thủy thủ tàu ngầm mất tích ở ngoài khơi. Ông còn nhớ tàu ngầm K-129 đã chìm ở độ sâu 5 km với 80 thủy thủ trên tàu, mà chúng ta vẫn chưa biết lý do tại sao.
Năm 1974, tôi là trung úy ở Kamchatka, tại căn cứ mà từ đó con tàu ngầm nổi tiếng này xuất phát. Tôi biết nhiều người trong số họ, nhiều người là bạn tôi. Tôi nhập ngũ cùng họ, họ là giáo viên của tôi. Thảm họa xảy ra với họ vào ngày 8 tháng 3. Chúng tôi mất liên lạc với con tàu. Nếu ông đồng ý, tôi xin ít phút mặc niệm. Tôi không làm được gì nhiều hơn ngoài điều đó và nghĩ về những gì ông đã trải qua cùng với họ, với ký ức của họ. Tôi rời thánh đường của các thủy thủ khi trong lòng còn vương vấn bởi câu chuyện của đô đốc Antonov. Tôi tiếp tục chuyến du thuyền dọc theo bờ sông đến xưởng của nhà máy gốm sứ Hoàng Gia. Đây là nhà máy lâu đời nhất ở nước Nga và nổi tiếng với những sản phẩm có màu sắc của thành phố. Tôi sẽ được gặp Lyuba Teskova. Chị là một nghệ sĩ bậc thầy. Với chị, biển và nước là nguồn cảm hứng bất tận. Xin chào Lyuba. Chào cô. Rất hân hạnh. Mời cô ngồi. Chị đang làm việc ư? Vậy để tôi ngồi xuống. Tôi đang tạo hình cho một vật từ đất sét, một chiếc cốc có hình dáng giống con thuyền. Sao chị lại làm cốc có hình con thuyền? Tôi vẫn luôn liêu sông Neva. Tôi thấy thuyền buồm và tàu bè lướt ngoài cửa sổ. Chúng đi về phía biển Baltic hay hồ Ladoga. Thật là thú vị. Chuyện đó khiến cho tôi mất tập trung, nhưng lại cũng tạo cảm hứng cho tôi. Tôi và cô cùng làm cốc nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Trước hết chúng ta lấy khuôn. Đây là sứ lỏng. Chúng ta sẽ trộn với thạch anh, cao lanh và đất sét. Được rồi. Đặt ngón cái ở đây để biết phải đổ hỗn hợp đến đâu. Giống như tôi làm khi pha trà. 5 phút nữa, chúng ta sẽ đổ phần thừa đi và ở các cạnh sẽ có một lớp sứ dày mà chúng ta phải bôi trơn. Saint Petersburg là thành phố quan trọng và vì nơi đây từng là thủ đô của một vương quốc, cô phải có sản phẩm tốt nhất. Piotr Đại Đế đã cử nhiều nhà khoa học sang châu Âu để tìm hiểu kỹ thuật sản xuất gốm sứ. Nhưng chỉ đến sau này, khi Elizabeth kế vị, bí mật này mới được tiết lộ. Năm 1749, Dmitry Vinogradov sản xuất những mẻ gốm sứ đầu tiên. Những mẻ nung đầu tiên đã diễn ra tại đây. Những chiếc cốc đầu tiên ông làm có họa tiết nổi hình cây nho, bởi tên ông là Vinogradov, dịch ra là cây nho. Thực ra tôi có thể nhìn rất rõ cây nho. Bản gốc đang ở bảo tàng Hermitage. Còn chiếc cốc của chúng ta thì sao nhỉ? Chúng ta phải khẩn trương đổ phần thừa đi, phải làm việc này. Nếu không, phần sứ sẽ quá dày. Cô có cảm nhận được phần đã bỏ đi không? Có, tôi thấy rồi. Sứ đã khô hơn rồi, tôi nghĩ như vậy. Tôi đã cắt phần thừa đi. Chị giữ khuôn bằng tay, không phải đập sao? Để tôi cho cô xem chiếc cốc trông như thế nào sau khi nung. Nó sẽ co lại, bóng lên và sáng hơn. Bây giờ cô sẽ được vẽ lên cốc. Chúng ta đến phòng vẽ nào. Xin chào các bạn. Khách hàng có thể nhận ra gốm sứ Hoàng gia Saint Petersburg, cao màu xanh cô ban của chúng, biểu tượng của thành phố biển. Đó là dấu hiệu của nhà sản xuất. Một thứ kim loại màu đen sau khi nung ở nhiệt độ cao sẽ chuyển thành màu xanh cô ban đậm như thế này. Những món đồ này sẽ đi đâu? Có phải mọi người đều coi trọng chúng không?
Đó là món đồ không thể thiếu. Tôi nghĩ mọi người đều có hoặc phải có một bộ ấm chén hay tách trà trong nhà. Đây là một nét văn hóa quan trọng ở nước Nga. Chúng tôi luôn mời khách uống trà bằng những chiếc cốc sứ đẹp nhất của mình. Tham vọng của Piotr Đại Đế là thiết lập một thủ đô hàng hải. 300 năm sau khi ông qua đời, biển vẫn neo đậu trong cuộc sống của những cư dân nơi đây. Từ Saint Petersburg, tôi sẽ nhớ lời khuyên quý giá của thuyền trưởng Kostin về cách thắt nút ghế đơn, bắt buộc để bảo vệ tính mạng. Tôi sẽ nuôi dưỡng niềm hy vọng về thiên đường nhờ nước thánh của cha Gregory. Tôi sẽ không quên xúc cảm của mình trong phút mặc niệm cùng với Đô đốc Antonov để tưởng nhớ những người bạn đã bỏ mình ngoài khơi.